Hôm buổi sáng đó thì con có bổ sung rất là nhiều nhà xe, họ nằm lên, họ sẵn sàng. Nhưng mà tất cả các ngã đường đến với các cái khuyên thì người đặt hàng đặt hết, không có một con đường nào có thể đi được. Và thậm chí là xe buýt là buộc phải đi mà thôi, bởi vì là xe buýt ở phía dưới đó phải chạy vào Vinh, còn xe buýt ở Vinh về không có, nghĩa là chỉ đi một chiều và đi hết những cái xe ở dưới đi qua cho con thì tôi sẽ không có xe nữa. Và mãi đến từ chiều thì con được biết là mãi buổi chiều thì những cái xe ở khu đó mới từ Vinh mới trở về, tức là xe đi một chiều thôi. Mình cũng có nhiều cái chiêu trò, con cũng cần để ơn Chúa để chúng con vượt qua được thì chúng ta tập cái lại trong con của mình thêm một chút đủ chưa? Dạ, chắc là đủ. Thế đủ đi ra đây để cho ơn Chúa một bốn lần. Con chào Đức Tổng. Chúng con trên xe một bộ đàm. Phải liên lạc với tất cả mọi điều là chúng con có cả cái đàm của người đi biển. Chúng con đưa lên xe. Chúng con đi hàng cứ đi đến đâu thì điều khiển đến đó, và có thông tin gì hoặc là đi đến hàng thì con điều khiển bằng đàm. Cho nên cái đoàn cũng khá là ổn định. Căng chặt và nó cứ thì nó là mệt lắm. Những hình ảnh là lúc sáng nay chắc là Đức Tổng thấy được, chúng con làm như vậy thì thôi, không có ai có cách gì để mà vô để mà làm cho chúng con có thể là họ đàn áp hoặc cách gì đó gây sự với chúng con được. Mọi người đang chờ Đức Tổng. Khi mà nghe tin Đức Tổng đến thì chúng con rất là được an ủi. Ngày hôm qua thì cái sự trật tự bản hội trật tự của công quyền không làm và con đưa ra mà làm cho mà khi con làm những điều đó thì hầu như những người làm trong ban này nhất là bên là những người mật vụ đó họ cũng phải nhận và chính ngay là có những lúc là họ nhờ trực tiếp đến để nhờ một cách công khai nhờ cái bản hội trật tự đó và là ơn Chúa sự cố gắng công tác của mọi người rồi trong cái sự cố gắng đó Chúa sẽ chúc lành cho tất cả chúng ta và khi được Chúa đã phát triển thì mọi người đều được chào trong lúc chờ Đức Tổng nhá, xin nhắc một điều rất nhỏ mà mình đã nhắc lại mình bác là chúng ta đi vào vùng môi trường xin giới thiệu với mọi người, Đức Tổng Chu Xe Ngô Quang Việt, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, đang có chuyến viếng thăm tới giáo xứ Đông Yên, là nơi mà người dân giáo xứ Phú Yên, những người vừa đi khởi kiện Formosa về đang và ngài đã chờ đợi người dân từ lúc 9 giờ sáng. Ngài đã đến để bày tỏ tình cảm thông với mọi người. Kính chào Đức Tổng giám mục Chu Xe Ngô Quang Việt, người cha kính yêu của tất cả chúng con. Rồi chúng ta giơ tay vẫy mũ thật đều chào ngài. Rồi trọng kính đức cha, chúng con rất vui mừng và có lẽ nhiều người rưng rưng được mặt. Chúng con muốn được nghe một vài điều dù rất muộn màng, dù rất mệt, những sự an ủi đến từ Đức Tổng. Con xin trân trọng kính mời Đức Tổng. Mời Đức Tổng là một tên đây cho thiên hạ thấy và thương. Rồi chúng ta vỗ tay thật mạnh chào Đức Tổng. Rồi xin chào các cha, xin chào các thầy và tất cả anh chị em thuộc nhiều giáo xứ của các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ở đây. Vỗ tay. Thưa anh chị em, tôi có chương trình đi vào đây từ tuần trước, thế nhưng mà không hiểu Chúa duy khiến làm sao đến hôm qua mới đi được. Và hôm qua khi đến đây thì chúng tôi cũng muốn một lần nữa thăm lại
cái bãi biển ở chỗ cái nhà máy Formosa để xem nó tình hình tiến triển làm sao, rồi thăm lại cha Nam để xem cha Lai để xem công việc như thế nào. Và tôi được biết anh chị em với sự hướng dẫn của cha Nam đã đến đây để làm những công việc cơ bản, có thể vận động để cho công lý hòa bình. Tôi rất là cảm động và cũng có ý muốn gặp gỡ chị em, nhưng rất tiếc hôm qua thì tôi lại có cái chương trình phải đi La Vang, sáng nay dâng lễ ở đó, thành ra không có thể chờ đợi được lâu hơn. Hôm nay tôi đã về thật sớm, hôm nay làm sao mà các cha các thầy lái xe cũng rất là nhanh nên về đây rất sớm, nhưng mà anh chị em lại bận rộn công việc ở tòa án, cho nên giờ này chúng ta gặp nhau chắc chắn anh chị em đã đói đã mệt rồi. Thế nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ vắn tắt. Thế thì những cái gì diễn ra từ hôm qua đến hôm nay nó đang nói lên một cái điều rất là cơ bản trong công cuộc của chúng ta sắp tới. Ngày hôm qua khi tôi đi thăm Formosa thì tôi thấy mọi sự yên tĩnh, nhưng mà biển thì đen hơn trước, chất độc nhiều hơn, và ngay cả bầu trời bây giờ khói đen cũng nhiều hơn. Hôm qua các cha các thầy đi chụp rất là nhiều ảnh, những cái cột khói nó bốc lên và nó đọng lại thành những cái đám mây rất là nguy hiểm. Và như vậy chúng ta thấy cái chết nó càng ngày nó càng bao phủ ở cái vùng trời, vùng biển này. Bây giờ một cơn mưa qua những cái đám mây nó sẽ mưa axit xuống, và anh chị em biết nó sẽ gây tác động như thế nào. Thế thì bề ngoài có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng bên trong thực sự là độc hại hơn. Đó là biển đen hơn. Thế thì cái biển ở chỗ đó đen như là nước cống vậy. Còn mây thì chỗ khác không có mây đấy, mà ngay tại chỗ đó thì những cái đám mây đen, những cái đám mây bẩn không có tan đi được. Và có cha Thảo ở Lạng Sơn còn chụp cái hình đám mây mà sao nó ra mặt một con quỷ đang ở trên để đe dọa chúng ta. Và nếu như vậy chúng ta thấy tình hình có vẻ yên tĩnh nhưng mà lại độc hại hơn. Và chính vì thế mà tôi nói những cái gì cha Nam, cha Lai và tất cả chị em làm từ qua nay đó là những gì cơ bản cho cái công cuộc của chúng ta sắp tới. Và tôi chỉ xin tóm tắt lại mấy điểm. Thứ nhất là phải còn dài, đường còn dài. Chắc chắn, tại vì bây giờ cứ âm thầm chẳng ai biết, hôm qua tôi vào thì tôi thấy người ta xây dựng quá nhiều. Bây giờ xây dựng mà tốc độ nhanh vượt chóng mặt. Lần trước tôi đến đây cách đây gần 3 tháng thôi thì còn hạn chế, nhưng bây giờ nhà cửa mọc lên rất là nhiều. Và đặc biệt những cái khối bê tông để làm đường đi, để ngăn biển thì dài quá sức. Chúng tôi qua đi tàu mà đi mãi, chúng tôi tưởng là đi 1-2 giờ là về nhà, nhưng mà không ngờ mất 5 tiếng mới có thể đi hết được, thoát được. Thế thì như vậy đó, cái công việc của chúng ta rất là khó khăn, bởi vì bên ngoài thì hiện nay có vẻ yên tĩnh hơn, thế nhưng bên trong thì lại càng nguy hiểm hơn, độc hại hơn. Chính vì thế cái điều thứ hai chúng ta phải cần lưu ý, vì cái công việc nó còn kéo dài, phải kéo dài thời gian. Anh chị em phải ý thức một điều là thời gian sẽ còn kéo dài, và người ta sẽ cố chấp ở trong những cái xấu, cái ác đó. Thì chúng ta có cái điểm thứ hai là chúng ta phải trước là hợp nhất với nhau. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Người ta có đủ các mưu mô, mánh mung để mà triệt hạ từng người. Thì nếu chúng ta hợp nhất với nhau thì không có gì có thể bẻ gãy chúng ta được. Hôm nay tôi thấy có nhiều giáo xứ ở Nghệ An cũng như Hà Tĩnh, đó là một cái khởi điểm rất là tốt. Và chúng ta cần đây là một cái men, nhưng mà cái nhân để có thể nhân rộng ra nữa. Thì cái men này làm dậy lên cái khối bột hợp nhất nhiều giáo xứ hơn nữa, nhiều tỉnh hơn nữa, nhiều con người hơn nữa. Và điểm thứ ba chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta phải kiên trì. Thời gian kéo dài, cái việc hợp nhất khó khăn, cho nên phải kiên trì. Một tướng quan anh chị em đã rất kiên trì để có thể được đón tiếp ở trụ sở của dân, dân vào nhà dân nhưng mà không được đón tiếp, phải rất là kiên nhẫn mới được đón tiếp. Và anh chị em đã rất kiên trì để có thể đệ đạt những cái nguyện vọng chính đáng của mình, và theo cơ bản pháp lý
lên những cái người nắm giữ pháp luật. Đó là một cái điều cho chúng ta khó khăn, chúng ta phải kiên trì, bởi vì có nhiều người đại biểu của dân thì lại không phải làm theo quyền lợi của dân, có nhiều người nắm giữ pháp lý nhưng mà không hành xử theo pháp luật. Thế chúng ta phải rất kiên trì. Và điểm số cùng nên chị em phải lưu ý, đó là chúng ta phải bác ái, giữ đúng ôn hòa điều khoản. Đến hôm nay chị em đã là trật tự, bác ái, ôn hòa đó. Thì chúng ta sau đó tôi nghe nói chị em dưới sự hướng dẫn của cha Nam đã nào là nhặt rác, nào là cầu chúc sức khỏe cũng như là mọi sự tốt đẹp cho những người đón tiếp chúng ta, và anh chị em đã cầu nguyện thể hiện đức tin hát kinh hòa bình. Thì tôi xin vắn tắt, bởi vì chị em đã đói đã mệt rồi, chúng ta cần ghi nhớ đó là thời gian còn kéo dài, hợp nhất cần phải có kiên trì, cần phải cũng kéo dài với thời gian, và chúng ta phải hành xử với lòng bác ái, với đức tin, với đúng phúc âm của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em. Để xin cảm ơn anh chị em. Chúng con nhiệt lòng cảm ơn những lời ân cần của Đức Tổng. Xin Đức Tổng cầu nguyện cho chúng con một lời ngay tại điểm này. Và cuối cùng, xin anh chị em dùng lòng ăn năn tội để nhận phép lành từ tay Đức Tổng. Anh chị em cứ ngồi yên vị trí, vì chung quanh là bàn ăn đều đứng lên ngồi xuống và tống ổn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là Chúa của sự sống. Chúa ban cho chúng con món quà quý nhất là sự sống. Và Chúa đã dùng thiên nhiên để nuôi sống chúng con, để làm cho chúng con có một cuộc sống phát triển toàn diện. Ngày nay, sự sống của chúng con bị đe dọa. Thiên nhiên, nơi làm cho sự sống của chúng con phát triển cũng đang bị đe dọa. Và chính vì thế, sự chết đang đến gần, sự sống tàn lụi đi. Xin Chúa thương chúng con, lại tiếp tục cho chúng con được sống, cho chúng con biết ý thức sự sống là món quà cao quý nhất Chúa ban, để chúng con quyết tâm bảo vệ sự sống bằng bất cứ giá nào. Để chúng con biết bảo vệ môi trường thiên nhiên là môi trường Chúa ban để cho chúng con được sống hạnh phúc, sống dồi dào. Đây là một công việc rất khó khăn, nhưng với ơn phúc của Chúa, chúng con tin tưởng Chúa sẽ làm cho sự sống chiến thắng sự chết, sự thật chiến thắng gian dối, và sau cùng đức bác ái sẽ chiến thắng tất cả những cái tính toán nhỏ nhen ti tiện của con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng ta dành cho Đức Tổng một tặng pháo tay nữa. Lạy Chúa, xin chúc lành và thành hòa những lương thực này để chúng con dùng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúc mọi người ngon miệng. Cha và Đức Tổng sầu đói ăn được rồi. Vỗ tay chúc. Rồi, cái đài dư nhiều lắm rồi. Dư nhiều lắm rồi. Một số anh em hỏi tại sao có nhiều cha nhiều thầy như vậy mà không giới thiệu. Chụp kệ thống. Của Đức Tổng đến từ trong Nho Quan Châu Sơn Ninh Bình. Các ngài thầm lặng, các ngài cầu nguyện từ những cuối cho anh em chúng ta. Rồi, một điều hoàn ra. Ghé thăm thư viện của giáo sư Mai Phú Trang ngay chỗ này. Hôm nay mỗi người ăn một quả thịt để làm dấu hiệu là chúng ta đã thành công không nhé? Chấp nhận như vậy không?
Nhưng mà cẩn thận rác kẻ mà đây chúng ta bị gỡ lại rồi là bị ghi bàn lần thứ hai thì hoàn lắm. Để người thành khối thành cái. Ăn thành một. Rất là nhiều người muốn chụp hình với Đức Tổng Giám mục Du Sa Ngô Quang Quyệt, một vị chứng nhân của công lý và hòa bình. Và người anh em ngồi và mọi người bây giờ đang dự những bữa ăn ở một nơi rất là đặc biệt ở Đông Yên, không có món cá nào trên bàn hết. Hơn 600 người để chuẩn bị cho một số như vậy đòi hỏi sự đầu tư, nhưng giáo sứ của Cha Lai, giáo sứ Đông Yên đã hy sinh. Xin mọi người cũng cầu nguyện cho giáo sứ Đông Yên là nơi trung tâm của thảm họa, cũng đồng thời xin luôn hiệp thông với những anh chị em đang đi đòi công lý.